Hello, xin chào mọi người. Các bạn hãy cùng đón xem hôm nay chúng ta sẽ cắt những gì nha. Let's Quả thanh long. Dragon fruit. Quả xoài. Mango. Quả chuối. Banana. Quả táo. Apple. Chanh dây. Passion fruit. Quả bưởi. Grapefruit. Khoai lang. Sweet potato. Lê kỳ ma. Egg fruit. Trái me. Tamarind. Quả cốc. Umbrella. Củ cải trắng. Radish. Cà tím. Eggplant. Quả cam.
Orange. Quả nho. Grape. Trái tắc. Kumquat. Quả nhãn. Logan. Quả gấc. Sweet gourd. Quả gấc này chúng ta dùng để nấu xôi rất là ngon. Trái đậu rồng. Dragon bean. Củ nghệ. Curcuma. Bánh bía. Pia cake. Bánh trung thu. Moon cake. Bánh trung thu này là ở nhà mình tự làm luôn đó mọi người. Với những cái nguyên liệu hoàn toàn từ thiên nhiên và không có chất bảo quản. Đây là phần nhân bánh. Có hình con thỏ rất là dễ thương đấy nè mọi người. Trung thu thì có chị Hằng với lại chú thỏ, thỏ Ngọc. Chúng ta cùng xem thử là nhân bánh của chú thỏ này là gì nha. À, đây là nhân bánh thập cẩm. Và đây là cái bánh hình cái họa sen. Nhìn rất là bắt mắt đúng không mọi người? Mình thử xem cái nhân bánh ở phía trong nha. Nhân bánh phía trong được làm từ khoai môn và đậu phộng. Đây là nhân khoai môn cùng với đậu phộng. Và ở ngoài là bột hòa với vị matcha. Chúng ta đã vừa cắt xong những loại trái cây và bánh của ngày hôm nay. Chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo cùng cắt các loại trái cây khác nữa. Tạm biệt mọi người. Goodbye.